Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Dầm dầm rầm trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu thảm thiết và thanh âm bạo thể liên tiếp. Bắc Minh Kháng Thiên trở lại chỉ mấy hơi thở đã gạt bỏ toàn bộ hải tộc còn sót lại. Trên người tàn mát ra sắc khí vô cùng dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm vào mảnh thế giới không biết trong hắc động kia. Thân ảnh nhuận tường lóe lên, liền tới bên người Phi Minh, ngưng giọng nói dùng trạng thái của ngươi hiện giờ toàn lực đối kháng tên nhân tộc kia kết quả thế nào phi minh trầm tư nói phần thắng không đến ba thành nhưng hắn muốn giết ta cũng khó Nhuận tường trong mắt phát lạnh nói tốt ngươi theo ta cùng đi phi minh ngây ngốc một chút nói xin lỗi tường điện hạ nhiệm vụ ta đến lần này nhuận tường trực tiếp nện chấn hải lệnh tới trên đầu hắn lạnh lùng nói là mệnh lệnh của chủ nhân nhà ngươi lớn hay là mệnh lệnh của đông hải chi chủ lớn phi minh giơ tay lên thoáng cái nắm chấn hải lệnh trong tay trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhuận tường hừ lạnh nói. Ngươi đừng quên, đừng nói đứng trước mặt ta chính là ngươi, coi như là chủ nhân nhà ngươi đứng trước mặt ta, cũng phải tiếp nhận sự điều khiển của Trấn Hải lệnh. Thân hình phi minh chấn động, ném Trấn Hải lệnh trở về, nói, tốt, ta theo tường điện hạ một chuyến. Nhuận tường đại hỉ, nói, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi không giống với những phế vật vương tộc Đông Hải kia, sau chuyện này ngươi theo ta về Bắc Hải đi, ta sẽ cho ngươi một mảnh bầu trời càng thêm rộng lớn. Phi minh biến sắc, nghiêm mặt nói, chủ mẫu đối đãi ta ân trọng như núi, lời này điện hạ đừng nói thêm nữa nhuận tường nhẹ nhàng gật đầu hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang đuổi theo chiến hạm kia nhiễm dịch ở xa xa nhìn chằm chằm vào hai người tức giận đến toàn thân phát run nội tâm của hắn lan tràn một cổ hận ý vô biên vừa rồi nhuận tường nói vương tộc phế vật khẳng định chính là chỉ hắn rồi đáng chết đáng chết nhuận tường chết tiệt nô tài chết tiệt hai người các ngươi ngàn vạn không nên bị nhân loại giết chết ta muốn tự tay băm thây các ngươi vạn đoạn nhuận tường và phi minh hóa thành hai đạo quang mang nhảy vào trong chiến hạm cửu giai, sau đó chạy nhanh vào trong hắc động vô tận kia, biến mất trước mặt nhiễm dịch. Lỗ đen càng lúc càng lớn, phảng phất vô biên vô tận. Sau khi cắn nuốt tất cả xung quanh thì ngay cả nước biển cũng bị hấp lên, không ngừng tràn vào bên trong. Trong biển rộng dưới lỗ đen không hiểu nhiều ra rất nhiều sinh vật biển cổ quái, thoáng cái đã chui vào sâu trong biển sâu. Những sinh vật này không ít con ăn long huyết của nhuận tường, thân thể bắt đầu phát sinh biến dị, nguyên một đám hung hãn dị thường. Nhiễm dịch lẳng lặng nhìn hắc động kia, trong lòng không biết suy nghĩ gì thẳng đến khi lực lượng hắc động kia lan đến hắn, càng ngày càng mạnh, lúc này mới kinh hãi bay đi xa xa. Biển cả lộ ra một dòng nước ngược dòng, không ngừng chui vào trong lỗ đen, một mực rằng co ba ngày ba đêm. Lỗ đen mới mở rộng đến cực điểm, sau đó chậm rãi sụp xuống nhỏ đi, tiếp qua ba ngày ba đêm, lúc này mới hoàn toàn biết mất. Trong sáu ngày này, Thành Lịch Quang cũng phái tới không ít cường giả dò xét, mọi người đều hoảng sợ vì sự to lớn của hắc động kia, các loại tin tức không ngừng được truyền lại thành Hồng Nguyệt. Mà toàn bộ vùng duyên hải cũng đã mất hết tung tích hải tộc, cứ điểm thành bạch sung đã hoàn toàn bị hai tộc phứt đi trên tuyến khuếch trương ra hai bên đặc biệt là chỗ nghiễm thành đã tụ lấy tất cả cường giả tại vùng duyên hải này rồi tiêu điểm tranh đoạt của hai tộc cũng đều hội tụ đến ma thiên đại thành do bên phía nghiễm thành triệu hoán tới năm đầu thâm hải cự thú chiến sự bỗng nhiên thăng lên đến trình độ thảm thiết trước nay chưa từng có toàn bộ ma thiên đại thành cơ hồ trở thành cối say thịt rất nhiều cường giả đi qua đều trực tiếp trở thành pháo hồi có điều đó là tình huống 6 ngày sau đối với lý vân tiêu không có nửa điểm ảnh hưởng giờ phút này bọn hắn đang ở trên chiến hạm cứu giải ngay mắt khi bị hút vào lỗ đen đã có hai đạo quang mang lăng không đáp xuống bất thiện ánh mắt quét qua tất cả cường giả nhân tộc may mắn còn sống sót đều chấn động hoảng sợ cảnh giác bắc minh kháng thiên giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết thực khi dễ chúng ta là mèo bệnh sao nhận tường lạnh lùng nhìn hắn nếu không có phi minh xuất hiện như kỳ tích hắn đã bị chết trong tay người này rồi hừ có phải mèo bệnh không thời gian sẽ cho đáp án giờ phút này động thủ chúng ta cũng không sợ chiến hạm này một khi tổn hại có bao nhiêu người có thể trốn khỏi lỗ đen này chứ sắc mặt tất cả mọi người đại biến giờ phút này chiến hạm đã bị hút vào trong hắc động bên ngoài là tinh không vô tận các loại năng lượng lưu cùng bạo tràn ngập trong đó mặc dù là bắc minh kháng thiên cũng không có nắm chắc có thể trốn đi được trận pháp phòng ngự vốn không còn nhiều lắm trên chiếm hạm đều mở ra tổng cộng tầng 7 hào quang bao phủ chọn cả cự hạm chậm rãi phiêu phủ trong không gian đen kịt chậm rãi tiến về phía trước lý vân tiêu cười nói ý lời đó của nhuận tường huynh là muốn bàn điều kiện với chúng ta sao Thần Sắc nhận tường biến đổi, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu lập tức trong đôi mắt phun ra hung mang, nguyên nhân chủ yếu hắn đuổi đến đây cũng chính là vì diệt sát Lý Vân Tiêu. Nhận tường lạnh giọng nói, nói là bàn điều kiện, cũng đúng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, "A, à, chúng ta xin rửa tay lắng nghe." Nhận tường lạnh lùng nói, "Các ngươi nếu là người Bắc Minh Huyền Cung, cũng không có tiến vào chiến tuyến Đông Hải, như vậy giữa chúng ta căn bản không phải quan hệ đối địch. Huống hồ ta cũng là người Bắc Hải, hải vực Đông Hải liên quan gì đến ta, tha các ngươi tiến vào cũng không sao cả." Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên phi minh bên người lại nhíu mày cảm thấy thập phần không ổn nhưng trong tay đối phương có chấn hải lệnh hắn cũng không nên nói bắc minh lai phong chán nản cả giận nói giết lâu như vậy song phương tử thương thảm trọng lúc này ngươi lại muốn hóa thủ thành bạn sao nhuận tường khẽ nói không phải hóa thủ thành bạn mà là không có xung đột lợi ích liền có trụ cột để đàm phán chỉ cần các ngươi có thể đạt thành điều kiện của ta hóa thủ thành bạn cũng không phải là không thể được bắc minh kháng thiên tức giận hừ nói khẩu khí thật lớn chẳng lẽ chúng ta lại cầu ngươi sao nói ra yêu cầu của ngươi đi nhuận tường nói từng chữ đơn giản hắn giơ tay lên trực tiếp chỉ vào lý vân tiêu nói giết lý vân tiêu bắc hải nhuận tường ta liền kết làm bằng hữu với bắc minh huyền cung các ngươi cái gì lần này tất cả mọi người đều ngốc trệ ở không thể tưởng được lại là điều kiện này sắc mặt giận dữ của bắc minh lai phong thoáng cái tiêu tán vô hình trở nên trầm tư trong mắt không ngừng lóe ra hàn mang muốn nói giết lý vân tiêu hắn còn muốn hơn bất luận kẻ nào hồ nghi nói a chỉ đơn giản như vậy nhuận tường nói chỉ đơn giản như vậy bắc minh lai phong quay người nhìn bắc minh kháng thiên hỏi ý kiến của hắn bắc minh kháng thiên lại đưa mắt tới lý vân tiêu vân tiêu công tử địch nhân của ngươi không ít hơn nữa đều không phải loại đơn giản lý vân tiêu lạnh nhạt cười nói nếu là loại đơn giản có tư cách gì làm cừu địch của ta hừ bắc minh kháng thiên hừ lạnh nói thì ra phiền toái là do ngươi dước bắc minh huyền cung chúng ta và đông hải cũng tốt bắc hải cũng thế gần đây không có xung đột lợi ích ta nói sao hôm nay lại lọt vào vây giết như thế hóa ra là vậy hắn một lời đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên người lý vân tiêu bọn người lưu dương băng và kinh vĩnh dạ biến sắc tình thế thoáng cái trở nên nghiêm trọng lý vân tiêu vẫn không đổi sắc khẽ cười nói kháng thiên trưởng lão quả nhiên đại lượng đây là muốn cùng hải tộc liên thủ chu sát ta sao chật chật trên chiến hạm còn nằm nhiều thi thể huynh đệ như vậy bắc minh huyền cung lại trở thành bạn tốt với hải tộc sao gương mặt bắc minh kháng thiên run rẩy khẽ nói vân tiêu công tử không cần kích bác ta tất cả mọi người đều là người trưởng thành há có thể bị mấy lời nói lừa gạt hiện giờ bày ở trước mặt bắc minh huyền cung chính là một cái lựa chọn bày ở trước mặt ngươi cũng là một lựa chọn lý vân tiêu mỉm cười nhẹ nhàng a à một tiếng lộ ra vẻ hỏi thăm bắc minh kháng thiên nói ngươi biết được ta cần gì nếu có thể đủ đáp ứng vậy thì hai tên hải tộc này chúng ta sẽ thay ngươi giết nếu không thể đáp ứng phiên toái ngươi rước lấy thì tự mình đi giải quyết đi người còn lại đều tò mò bọn hắn cực kỳ muốn biết trưởng lão bắc minh thế ra muốn thứ gì từ chỗ lý vân tiêu là gì Bắc Minh Lai Phong và Nhuận Tường đều nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hai người đều sợ hắn đáp ứng, kết quả tốt nhất chính là có thể cô lập Lý Vân Tiêu mà sát hắn. Hai tên này vừa rồi còn là địch nhân sinh tử, nhưng cách nghĩ và mục tiêu hiện giờ vậy mà hoàn toàn nhất trí. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói, vật kia có thể cho Kháng Thiên trưởng lão, nhưng chuyện gia nhập Bắc Minh Huyền Cung thì thứ cho ta không thể đáp ứng. Cái gì? Mọi người đều giật mình, thì ra trong chuyện Bắc Minh Kháng Thiên yêu cầu còn có cả bảo Lý Vân Tiêu gia nhập Bắc Minh Huyền Cung. Tất cả mọi người đều lộ thần sắc bất đồng, phần lớn là hâm mộ ghen ghét hận tiểu tử này không biết quý trọng nhưng không ít người cũng biết lý vân tiêu thậm chí từng cự tuyệt lời mời của la thiên đại sư hiện giờ cự tuyệt bắc minh huyền cung cũng không có gì kỳ lạ cả bắc minh kháng thiên trong lòng vui vẻ chỉ cần lý vân tiêu giao ra bá thiên luyện thể quyết cho dù không gia nhập bắc minh huyền cung cũng không sao cả trực tiếp chém giết là được hắn vội hỏi tốt mau đưa vật kia cho ta ta liền thay ngươi ngăn hai người này lại nhận tường và bắc minh lai phong đều biến sắc bắc minh lai phong càng không cách nào lý giải đến cùng là vật gì lại khiến Kháng Thiên trưởng lão coi trọng như thế, thậm chí không tiếc liều chết với hải tộc. Nhưng lấy thân phận Bắc Minh Kháng Thiên, mặc dù hắn là người nối nghiệp đời sau cũng không có quyền nghi vấn. Lý Vân Tiêu cười nói, Kháng Thiên trưởng lão nói đùa, nếu ta giao vật kia ra trước, ngài không nhận nợ phải làm sao bây giờ? Bắc Minh Kháng Thiên cả giận nói, dùng thân phận lão phu, chẳng lẽ lại lừa gạt ngươi sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, khó nói, không bằng như vậy đi, ta trước tiên giao một nửa cho ngươi, đợi sau khi xác định hai người này vô hại, ta lại đưa một nửa khác cho ngươi, có được không? Bắc Minh Kháng Thiên lộ ra vẻ làm khó, thật sự là hắn muốn tìm cơ hội sau khi đạt được công pháp sẽ giết Lý Vân Tiêu, hiện giờ nếu vậy thì bảo hộ an toàn cho hắn rồi. Bắc Minh Lai Phong nhịn không được nói, Kháng Thiên trưởng lão, Lý Vân Tiêu không chỉ cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn không ngừng mang đến phiền toái, hắn còn giết Bắc Minh Trạch đại nhân, là tội đáng chết vạn lần. Không sai, Lý Vân Tiêu còn là tội phạm truy nã của thành Hồng Nguyệt ta, chết không có gì đáng tiếc. Nguyễn Tích Tuyền cũng đứng dậy cao giọng nói, trong con người tuôn ra sát cơ. Bắc Minh Lai Phong thấy Bắc Minh Kháng Thiên do dự, lập tức vội la lên, "Kháng Thiên trưởng lão, Lý Vân, tất cả im miệng cho ta." Bắc Minh Kháng Thiên tức giận quát, lập tức tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trong mắt nhận tường lại lóe ra hàn ý, lạnh lùng nhìn hắn. Bắc Minh Kháng Thiên không để ý tới mọi người, nói với Lý Vân Tiêu, "Trước đưa một nửa kia cho ta xem một chút, ta lại quyết định sau." Lý Vân Tiêu gật đầu, lấy ra một khối chỗ ngọc giản trắng đặt vào chán, in phân nửa bá thiên luyện thể quyết mà mình biết vào trong đó lại ngắt ở chỗ mấu chốt nhất, lúc này mới ném cho Bắc Minh Kháng Thiên. Mọi người thế mới biết thứ mà Bắc Minh Kháng Thiên muốn dĩ nhiên là tin tức nào đó, nhao nhao lộ vẻ tò mò. ba Ngọc giản rơi vào trong tay Bắc Minh Kháng Thiên, hắn thoáng cái nắm thật chặt, toàn bộ cánh tay thậm chí có chút run rẩy, kích động vội vàng quét thần thức vào trong đó. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi buông vật kia ra, thở ra một hơi thật sâu, sắc mặt biến hóa, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Tất cả mọi người không lên tiếng, lặng lặng chờ đợi quyết định của hắn chiến hạm vẫn còn trong không gian đen kịt không ngừng tiến về trước chiến hạm cửu giai có được công năng phụ trợ rất mạnh có thể không ngừng thăm dò tọa độ không gian suy yếu bốn phía một khi tìm được liền có thể trực tiếp phá vỡ không gian trở lại thiên võ giới ngay đúng vậy đích thật là vật kia thật lâu bắc minh kháng thiên mới mở miệng trên mặt lộ vẻ vẻ phức tạp thoáng cái đã thu ngọc giản vào lúc này mới chậm rãi mở miệng nói lý vân tiêu là bằng hữu của bắc minh huyền cung có bắc minh huyền cung ở đây ai cũng đừng mong đụng vào hắn tất cả mọi người hít một hơi lạnh vội vàng tách ra khỏi hai người nhuận tường và phi minh tất cả đều trở nên cảnh giác bắc minh kháng thiên quyết định như thế chẳng khác nào đã tuyên chiến bắc minh lai phong trong lòng vô cùng thất lạc hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến kháng thiên trưởng lão động tâm như thế trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn nhuận tường lạnh giọng nói bắc minh huyền cung thật sự quyết định lý vân tiêu lại lộ vẻ vui vẻ trong mắt lóe lên hàn mang rồi biến mất kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn hắn cho chính là bá thiên luyện thể quyết chính xác trong thiên hạ không người nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của công pháp này cả. Nhưng đồ của hắn cũng không phải dễ cầm như vậy, đợi chuyến đi Đông Hải lần này chấm dứt, hắn sẽ thả ra tiếng gió. Nói Bắc Minh Huyền Cung đã nhận được bá thiên luyện thể quyết, đến lúc đó xem thử Bắc Minh Huyền Cung ứng phó như thế nào. Còn nữa, luyện thể quyết hắn lấy được cũng không phải công pháp nguyên vẹn, nói không chừng có thể nhờ vậy mà dẫn xuất cả bộ cũng không chừng. Bắc Minh Kháng Thiên nào có biết mưu đồ của Lý Vân Tiêu, còn đang yên lặng nhớ lại và khát vọng với công pháp kia, lạnh lùng nói, đương nhiên, sắc mặt nhuận tường lạnh xuống có chút không cam lòng nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu tràn đầy sát cơ lý vân tiêu cười nói nhuận tường huynh tất cả mọi người đều người trẻ tuổi cần gì động chút lại chém chém giết giết chứ chúng ta cùng nhau ngồi xuống hảo hảo nghiên cứu xem làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt mới là chính sự nhuận tường cười lạnh nói lý vân tiêu miệng ngươi thật là tiện cho dù có bắc minh huyền cung che chở ngươi ta cũng sẽ không cho ngươi đi ra đông hải đâu lý vân tiêu cười nói đó cũng là chuyện sau này rồi ngươi hiện giờ thương thế chưa lành gã cường giả bên người cũng không phải đối thủ của kháng thiên trưởng lão làm sao giết được ta huống hồ ngươi cũng không muốn chết trong hắc động vô tận này chứ nhuận tường trong lòng một hồi do dự hiện giờ trên người hắn còn hai giọt linh nhũ vạn năm đổi từ chỗ nhiễm dịch có thể lập tức khôi phục thương thế và lực lượng chỉ cần phi minh có thể cuốn lấy bắc minh kháng thiên thời gian uống cạn chung trà hắn liền có lòng tin chém giết toàn bộ những người còn lại trên chiến hạm tuy rằng thời gian phản tổ đã mất nhưng hắn vẫn đã dung hợp hoàn mỹ năm kiện long chi bí bảo tự nhận là diệt sát Lý Vân Tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Hiện giờ điều hắn lo lắng chính là lỗ đen không gian này, giờ phút này một khi động thủ, trực tiếp hủy diệt mất chiến hạm cửu giai thì hắn cũng không có nắm chắc có thể sống sót được. "Tốt, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng vậy." Nhận Tường nói xong, liền trực tiếp lăng không ngồi trên chiến hạm, vậy mà nhắm mắt điều tức. Nếu như có thể thừa thời gian này khôi phục hoàn toàn, vậy cũng không cần dung linh nhũ vạn năm nữa. Đồng tử Phi Minh hơi co lại, không khỏi bội phục sự gan dạ sáng suốt của Nhuận Tường, cũng im im lặng lặng đứng ở bên, thay hắn hộ pháp, đồng thời tự mình cũng điều tức. Võ giả nhân tộc trên chiến hạm nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao cho phải. Bắc Minh Kháng Thiên lãnh đạm nói, chú ý hai người bọn hắn, toàn lực tìm kiếm lối ra lỗ đen không gian. Bắc Minh Lai Phong thở dài, biết rõ Bắc Minh Kháng Thiên nhất định bảo hộ Lý Vân Tiêu, lập tức trong nội tâm bỏ đi ý niệm giết Lý Vân Tiêu. Người còn lại cũng thừa cơ hội này nghỉ ngơi, Bắc Minh Huyền Cung hiện giờ cũng không tiếc của, lệnh đệ tử lấy ra đại lượng đan dược và thiên tài địa bảo cho mọi người hưởng dụng. Mọi người lúc này mới lộ ra mỉm cười tâm lý chém giết thảm thiết trước kia cũng xua đi không ít chiến hạm chạm rãi tiến tới trong lỗ đen không gian đám trận pháp sư trên hạm một mặt tra xét tiết điểm bạc nhược yếu kém một mặt bắt đầu chữa trị trận pháp bị tổn hại trước kia ngoại trừ những trận pháp sư bận rộn kia ra người còn lại đều yên tĩnh như chết nguyên một đám tĩnh tâm điều tức bắc minh kháng thiên thì mở mắt ra lăng không ngồi hắn hiện giờ nào tĩnh tâm được nữa không ngừng nhớ lại và lục lọi công pháp bá thiên luyện thể quyết thậm chí không nhịn được làm ra các tư thế kỳ quái khó coi bắt chước tù luyện trong nỗ đen không gian hoàn toàn không cảm giác được thời gian chiến hạm cứ như vậy chậm rãi tiến về trước mấy lần đều bị các loại năng lượng chảy xuôi đánh chúng có một lần càng trực tiếp đánh tan tất cả phòng ngự đánh lên bong chiến hạm tạc ra một vũng hố lớn chấn kinh tất cả mọi người may mà một đường hữu kinh vô hiểm theo trận pháp trên chiến hạm không ngừng chữa trị hệ số an toàn cũng càng ngày càng cao hơn cũng không biết qua bao lâu một gã đệ tử vội vã chạy tới nói lai phong đại nhân đã dò xét được một chỗ tọa độ không gian lục cấp có muốn thử phá ra ngoài không lục cấp sao Bắc Minh Lai Phong nhíu mày, nói: "Trên chiến hạm còn bao nhiêu nguyên thạch?" Tên đệ tử kia nói: "Còn thừa không nhiều lắm, nếu phá vỡ tọa độ không gian lục cấp, không sử dụng trận pháp cỡ lớn thì rời đi được chừng 20 vạn dặm." Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong thoáng cái trở nên khó coi, không nói đến phong hiểm sau khi ra khỏi đây, coi như là lên đường bình an vô sự, 20 vạn dặm trên hải dương quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Bắc Minh kháng thiên rời ánh mắt qua nói, tiếp tục dò xét, thẳng đến khi phát hiện tứ cấp trở xuống lại đến báo cáo. "Vâng." Tên đệ tử kia lĩnh mệnh lui xuống. Tọa độ không gian bình thường dựa theo cường độ chia làm 9 cấp, cửu cấp chính là tiết điểm mạnh nhất, trên cơ bản không cách nào phá vỡ. Hơn nữa đánh tan tọa độ không gian cũng cần rất nhiều năng lượng, mỗi đề thăng một cấp cần số năng lượng cũng cao đến dọa người. Nhận Tường cách đó không xa đột nhiên mở mắt ra, hàn quang hiện ra. Cùng trong nháy mắt, cơ hồ tất cả võ giả đều cảm nhận được, nhao nhao hoảng sợ tỉnh lại từ nhập định, nguyên một đám cảnh giác vạn phần. Hừ, Nhận Tường khinh thường hừ lạnh một tiếng lần nữa nhắm hai mắt lại, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tất cả mọi người đều tuôn ra nộ khí, nguyên một đám cảm thấy cực kỳ ức chế. Bắc Minh Kháng Thiên nhìn nhuận tường và Phi Minh, liền không hề để ý tới, tiếp tục suy nghĩ nửa bộ bá thiên luyện thể quyết kia. Nhưng vào lúc này, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhướng mày, trên mặt lộ ra dị sắc. Hắn một tay bấm khắp quyết ấn, cả người liền nhập định, một đạo linh hồn chợt hóa ảnh trên bầu trời dưới thần bi. Phía dưới chính là Phương Thốn Sơn, từng đạo năng lượng chấn động từ trong đó nhộn nhạo ra, toàn bộ hình thái ngọn núi đều trở nên hoảng hốt bất định dưới năng lượng kia thỉnh thoảng vặn vẹo dị thường cố nguyên sinh cũng đã nhận ra lý vân tiêu đến vội vàng lăng không bay lên hành lễ nói vân tiêu đại nhân sư phụ ta hắn lý vân tiêu làm ra thủ thế chớ lên tiếng rời ánh mắt vào trong phương thôn sơn lộ ra kinh dị tất cả khác thường trong giới thần bi vốn nên đều nằm trong cảm giác của hắn mà giờ khác này cổ dị lực lộ ra bên trong phương thôn sơn lại ngăn cách cảm giác của hắn ở bên ngoài không thể nào cảm nhận được tình huống bên trong những chấn động cường đại nhộn nhạo ra từ sơn thể đúng là tinh thần lực cực kỳ cường đại như vũ trụ mênh mông rung động nhân tâm kinh ngạc trên mặt lý vân tiêu càng ngày càng mạnh cổ tinh thần lực bành trướng này tuyệt đối không chỉ đơn giản là cửu giai ít nhất còn trên cả hồn lực của hắn hiện giờ cố nguyệt sinh cũng cực kỳ khẩn trương khẩn trương sợ xảy ra vấn đề gì đó dù sao viên cao hàn giờ phút này chỉ là hồn thể chi thân không có bản thể một khi xảy ra rủi ro sợ rằng sẽ trực tiếp tan thành mây khói ngay bỗng nhiên trong phương thốn sơn bắn ra vạn đạo kim mang trên cả tòa phong lĩnh đều là một mảnh sáng lạn đồng thời hào quang chiếu đầy trời như có bảo vật xuất thế vậy lý vân tiêu có chút nhắm hai mắt lại cảm thụ được được kim mang chi lực kia rơi vào trên thật chật cảm thấy rất ấm áp ngay cả hồn lực bản thân cũng được tẩm bổ đôi chút sau một thời gian hào quang kia cũng dần tiêu tán hào quang đầy trời tựa hồ thoáng cái bị hấp thu vào trong núi không gian hoảng hốt cũng trở nên cố định lại tất cả đều khôi phục bình thường lý vân tiêu mở mắt ra im im lặng lặng nhìn qua trong núi thân sắc trong mắt chớp động bất định mở miệng nói chúc mừng cao hàn huynh bước vào cửu giai tiền đầu vô lượng trong phương thốn sơn một đạo tử sắc chi khí mờ mịt bốc lên dần bay lên không cuối cùng nhất hiển hóa ra trước mặt lý vân tiêu đúng là viên cao hàn thần thái và khí chất hắn hiện giờ đã khác trước rất lớn sư phó cố nguyệt sinh đại hỉ vội bước lên trước hành lễ viên cao hàn nhìn hắn một cái mỉm cười gật đầu liền chắp tay nói với lý vân tiêu ta có thể tiểu thành công pháp cũng là nhờ có vân thiếu tương trợ lý vân tiêu mỉm cười nói cao hàn huynh khiêm tốn hồn thể này của ngươi có thể đạt tới cửu giai chỉ cần dung hợp làm một với bản thế sợ rằng cả phiến thiên võ giới này đều phải lấy cao hàn huynh vi tôn rồi viên cao hàn nói vân thiếu chê cười ta rồi thế giới to lớn không thể do lường sau khi xong hồn hợp nhất có thể lọt vào top mười ta cũng đủ hài lòng rồi lý vân tiêu từ chối cho ý kiến cười nói thái độ khiêm tốn của cao hàn huynh thật khiến ta phải xấu hổ hiện giờ cao hàn huynh đã bước vào cửu giai không biết kế tiếp có tính toán gì không sắc mặt viên cao hàn biến hóa thoáng cái trầm mặc Cố Nguyệt Sinh khẽ lột bộp, lập tức cảm thấy hào khí bất thường giữa hai người trở nên cực kỳ khẩn trương. Viên Cao Hàn chậm rãi mở miệng nói, "Ta ở trong giới thần bi được rất nhiều tài nguyên của Vân Thiếu tương trợ, đặc biệt là Phượng Hoàng thập giai thần hỏa, cùng với luyện chế Bắc Thiên Hàn tinh kiếm khiến tốc độ tu luyện của ta tiến triển cực nhanh, nhưng hiện giờ ta đã bước vào cửu giai, đây đã là cảnh giới cao nhất của tinh quang hồn thể rồi, khó có thể tiến bộ thêm được nữa." Lý Vân Tiêu gật đầu nói, "Ta hiểu rõ ý Cao Hàn huynh." Sắc mặt Viên Cao Hàn hơi động một chút, chắp tay nói, mong rằng vân thiếu có thể để ta rời đi đợi sau khi song hồn ta hợp nhất giữa ta và ngươi là bạn không phải địch hắn cũng hiểu rõ băn khoăn của lý vân tiêu lập tức hứa hẹn nói không chỉ có thế về chuyện giới thần bi ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần lý vân tiêu thoáng trầm tư thoáng một phát nói đoạn đường này đi qua ta cũng được cao hàn huynh tương trợ rất nhiều lần nhưng hiện giờ ta đang ở trên đông hải để cao hàn huynh rời đi không khác gì hại ngươi đợi sau khi trở lại đại lục thiên võ ta tất nhiên sẽ đưa tiễn viên cao hàn đại hỉ vội hỏi Vậy xin đa tạ Vân thiếu rồi." Lý Vân Tiêu cười nói, "Không cần khách khí, ta và ngươi chính là hảo hữu nhiều năm, đây là nên làm." Bắc Thiên Hàn tinh thiết còn dư hơn phân nửa tài liệu, nếu tu vị cao Hàn huynh đã không cách nào tăng lên được nữa, không bằng thừa khoảng thời gian này giúp ta luyện chế đi." Trên mặt Viên Cao Hàn run rẩy thoáng một cái, trong mắt lóe lên vẻ u oán rồi biến mất, cười lớn nói, "Đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bất quá nếu ta rời đi, hy vọng có thể mang theo Nguyệt Sinh cùng đi." Lý Vân Tiêu nói, "Đó là tự nhiên." Hai người nói mấy câu đã bàn tốt điều kiện, khó được chính không hề xé rách mặt mũi, hai bên đều trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Sau khi Viên Cao Hàn và Cố Nguyệt Sinh trở về Phương Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu một người im im lặng lặng đứng trên trời cao, hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm tư bất định. Một đạo hồn lực truyền ra từ trên người Viên Cao Hàn, trực tiếp bay đi. Yêu Long nhìn qua Lý Vân Tiêu nói: "Ngươi thật sự định thả Viên Cao Hàn đi sao?" Lý Vân Tiêu lẳng lặng gật đầu. Yêu Long nhướng mày, khó hiểu nói: "Cổ Phi Dương mà ta biết cho tới bây giờ tâm tư luôn cẩn thận." không nên bốc lên phong hiểm lớn như thế mới đúng chứ. Dùng tốc độ tiến bộ trước mắt của ngươi, chỉ cần 10 năm liền có thể khôi phục lại đỉnh phong kiếp trước rồi, cần gì nóng lòng nhất thời chứ. Lý Vân Tiêu thở dài, nói, việc này sợ rằng không phải do ta rồi, vừa rồi khi viên cao hàn tấn cấp cửu dai ta cũng đã cảm nhận được không đúng. Hồn lực cửu dai không ngờ lại mạnh mẽ như thế, mang đến cho ta một loại cảm giác áp bách rất lớn, mà ngay cả ở trong giới thần bi cũng có thể ngăn cách cảm giác của ta. Nếu ta không đoán sai thì viên cao hàn đã có liên lạc với bản thể hắn rồi. Cái gì? yêu long cả kinh sợ hãi nói vậy chẳng phải ngươi sẽ rất nguy hiểm sao lý vân tiêu nói nguy hiểm ngược lại không đến mức nếu bọn họ thật sự câu thông vậy thì thái độ của viên cao hàn hiện giờ cũng chính là thái độ bản thể hắn huống hồ hồn thể này hiện giờ vẫn trong tay ta bản thể hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì bất thường đâu yêu long trầm giọng nói thì ra là thế ngươi thật sự không thể không thả người rồi nếu phá hủy cái hồn thể này của hắn sợ rằng cả thánh vực cũng sẽ dốc sức truy sát ngươi mất lý vân tiêu mỉm cười nói hiện giờ loại cục diện này tuy rằng phức tạp nhưng há lại không thú vị có chút tin tức ta cũng có thể thông qua viên cao hàn hữu ý vô ý gián tiếp truyền đạt cho thánh vực trong mắt lý vân tiêu hiện lên một tia giảo hoạt cả người lập tức biến mất trong giới thần bi ngay vào thời khắc đó lam tuyết thánh thành không biết cách xa bao nhiêu vạn dặm một mảnh ánh sáng tường hòa trong sương mù do linh khí hóa thành một loạt kiến trúc rộng lớn từng cái ẩn hiện cực kỳ hùng vĩ ở trong đó có chín tòa lầu các như tháp cao đứng vững bốn phía canh gác lẫn nhau nhìn kỹ lại trên chín tòa tháp đều có lưu quang chớp động, hiển nhiên có cấm chế rất mạnh trong đó. Đỉnh một tòa tháp trong đó, linh quang bắn ra bốn phía, trong bầu trời đêm bắn xuống vạn đạo tinh mang, hội tụ thành một cổ thải luyện, không ngừng dũng mãnh tràn vào vào đỉnh tháp. Quá trình này một mực rằng co đến mấy ngày, mặc dù là ban ngày không nhìn ra ngôi sao, cũng có thể cảm nhận được có lực lượng mênh mông từ trên trời đổ xuống. Rốt cục vào một ngày, tinh mang kia cũng dần nhỏ đi, chậm rãi biến mất trên trời cao. Vào thời khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được biến hóa trên bầu trời, ánh mắt toàn bộ nhìn về phía đỉnh tháp kia. rốt cục hoàn thành a, trong một đại điện to lớn tại thánh thành, công dương chính kỳ nhìn vào đỉnh tháp kia, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. vài tên nam tử đi theo phía sau cũng nhìn qua đỉnh tháp kia, cảm thụ chấn động rất nhỏ từ xa xa truyền đến. một người nam tử trong đó mở miệng ngưng giọng nói, cửu giai đỉnh phong sao? sau thiên chiếu tử đại nhân, thánh vực rốt cục đã có vị thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong thứ hai rồi. công dương chính kỳ động dung nói cũng không phải là đỉnh phong chi cảnh, hắn còn chưa hợp nhất song hồn, hẳn là hồn thể phân thân đã đột phá đã đến cửu giai, bởi vậy nên mới khiến bản thể biến hóa, thực lực tăng nhiều. Công Dương Chính Kỳ nghiêm sắc mặt, ngưng giọng nói, ta ngược lại muốn xem một chút, rốt cuộc là người nào dám giam cầm tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn. Nam Phong Tuyền, ngươi đi Linh Ti Tháp một chuyến, nhất định phải tìm hồn thể của Viên Cao Hàn trở về. Vâng, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, sau đó trong không gian thanh mang chớp động, bỗng nhiên phảng phất có bóng hình xinh đẹp xẹt qua, thức tha linh xảo, thoáng cái đã biến mất trong đại điện vài tên nam tử khác mắt sáng như đuốc trong mắt chớp động hào quang trên không linh tì tháp trước đại điện viên cao hàn im im lặng lặng huyền ngồi trên hư không cũng chưa hề động đậy thẳng đến khi tinh quang nhập vào cơ thể biến mất hồi lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra từ không trung rơi xuống sư phó dưới thềm đá trước điện đã sớm hội tụ đại lượng bóng người đều lặng lặng chờ đợi thẳng đến khi viên cao hàn từ không trung rơi xuống lúc này nguyên một đám đều mừng rỡ không thôi ở hàng phía trước có ba gã nam tử cùng kêu lên vội vàng bước lên phía trước sắc mặt viên cao hàn ngương trọng trong mắt không ngừng chớp động hào quang tựa hồ cũng không nhìn ba gã đệ tử của mình im im lặng lặng đứng ở đó trầm tư ba người mặc hoa nguyên liếc mắt nhìn lẫn nhau không dám lên tiếng nữa cẩn thận đứng hầu ở một bên hồi lâu sau viên cao hàn mới ngẩng đầu lên dừng ở trời cao vô tận chuyển ánh mắt về phía phương đông xa xôi viên cao hàn đại nhân có thể gặp mặt không trong hư không vang lên một tiếng thanh thúy dễ nghe mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước điện đột nhiên hội tụ vô số quang mang dần dần ngưng ra một đạo thân ảnh đúng là một nữ tử che mặt trời xuất hiện tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh ấy đều giật mình tức giận trong lòng thoáng tiêu tán nhao nhao cúi đầu viên cao hàn chậm rãi mở miệng nói nam phong tuyền sao ngươi lại tới đây nàng kia đúng là ti trưởng hình ti nam phong tuyền nàng cười nói công dương đại nhân bảo ta tới thay ngươi bắt người trước chúc mừng đại nhân hồn thể đột phá hồn lực đại tăng thành tựu thuật luyện sư đỉnh phong ở trong tầm tay bắt người thân sắc viên cao hàn thoáng cái trở nên ngưng trọng trầm ngâm bất định nam phong tuyển lộ ra vẻ kinh ngạc nói đúng nha viên cao hàn đại nhân hiện giờ có lẽ có thể cảm giác được vị trí hồn thế chứ theo công dương đại nhân nói tinh quang hồn thể một khi đột phá cửu gia liền có thể liên hệ trí nhớ với bản thể thậm chí ngay cả lực lượng cũng có thể cộng hưởng không ít xem bộ dạng đại nhân chẳng lẽ có chỗ nào khó xử sao khó xử à viên cao hàn cao mày thật lâu không mở toàn bộ trên không linh ti tháp hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng gió tiếng xi xi của đêm tối thì không còn bất kỳ thanh âm nào khác nữa. Nam Phong Tuyền cười cười, nói, đại nhân có gì băn khoăn. Viên Cao Hàn trầm giọng nói, việc này quan hệ quá nhiều, quyết không thể lỗ mãng, so sánh với tìm về hồn thể của ta, tựa hồ còn có chuyện càng quan trọng hơn nữa, ta phải đi thần đô một chuyến. Thân hình Nam Phong Tuyền chấn động, dáng tươi cười ngưng kết trên mặt, kinh ngạc nói, tiến đến thần đô. Rốt cuộc là chuyện gì, lại phải kinh động đến ba vị đại nhân kia chứ? Trong mắt Viên Cao Hàn hiện lên tinh mang, từ từ nói, Ngươi theo ta đi gặp Công Dương đại nhân, phải mượn nhờ lực lượng của hắn thì mới có thể đánh thông thông đạo thần đô được." Thần sắc trên mặt Nam Phong Tuyền thay đổi mấy lần, ngược lại cười nói, "Tựa hồ càng ngày càng thú vị nha, ta lần này bế quan đi ra cũng thu hoạch không nhỏ, vốn còn muốn thử thân thủ một lần, chẳng biết có cơ hội không nữa." Viên Cao Hàn ngưng giọng nói, "Cơ hội rất nhiều, chỉ sợ đến lúc đó thực lực của ngươi không đủ nhìn thôi." Đồng tử Nam Phong Tuyền đột nhiên co lại, hai người lúc này hóa thành hai đạo cầu vòng lao tới chỗ đại điện Công Dương chính kỳ ở. "Cái gì?" tiến đến thần đô trong đại điện trung ương sắc mặt công dương chính kỳ đột biến mấy tên nam tử sau lưng cũng lộ ra vẻ trầm tư một gã nam tử mở miệng nói viên cao hàn đại nhân ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ tôn sư thiên chiếu tử đại nhân đã ở trong thần đô nếu không phải là chuyện chúng ta không xử lý được vạn lần không được quấy dày viên cao hàn lạnh lùng nói chẳng lẽ ta còn không phân rõ tính nặng nhẹ của sự việc cần chư vị đại nhân nhắc nhở sao trên mặt vài tên nam tử lộ ra vẻ không thoải mái tên nam tử kia càng hư lạnh một tiếng phất tay áo nói, hừ, ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nếu ngươi đã khư khư cố chấp, chúng ta làm sao có thể ngăn trở. Bất quá có thể thông hành hay không, còn cần công dương đại nhân làm chủ nữa. Trên mặt công dương chính kỳ cũng lộ vẻ khó xử nói, viên cao hàn, đến cùng chuyện gì lại cần kinh động ba vị đại nhân kia. Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà ngươi không nói một câu, lại muốn ta mở ra thông đạo, ta thật sự rất khó xử. Nam Phong Tuyền cũng ở một bên nói, đúng đấy, có năm vị chủ chính đại nhân ở đây, thiên hạ này còn có chuyện gì không thể giải quyết cho dù có thiên đại sự cũng phải cần năm vị chủ chính đại nhân thương nghị sau đó mới có thể mở ra thông đạo thần đô ngươi chẳng qua chỉ là một gã ti trưởng muốn đi thần đô liền đi vậy thì còn ra thể thống gì nữa viên cao hàn khẽ nói nếu khiến công dương đại nhân khó xử vậy ta sẽ dùng thân phận đệ tử sư tôn tiến đến yết kiến hiện giờ hồn thể của ta đã đột phá cửu dài thực lực tăng nhiều tiến đến thần đô nhờ sư tôn chỉ điểm để trùng kích tầng thứ càng cao hơn như vậy chư vị không có ý kiến gì chứ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau Tựa hồ không có lý do gì để phán bác cả. Công Dương Chính Kỳ nói, như thế cũng độc, nhưng nhất định cần hai điều kiện, một là Thiên Chiếu Tử Đại Nhân đồng ý gặp người, hai là ít nhất cần hai vị chủ chính giả chi lực mới có thể mở ra thông đạo Thần Đô bốn người khác. Một gã nam tử sau lưng tiến lên phía trước nói, theo ta được biết, trước mắt Vi Thanh Đại Nhân đang ở trong Vũ Điện. A, à, Công Dương Chính Kỳ thần sắc có chút kinh ngạc nói, Vi Thanh này gần đây xuất quỷ nhập thần, hành tung khó nắm bắt, sao lại đột nhiên thành thành thật thật ở trong Vũ Điện thế? Con mắt Viên Cao Hàn cũng ngưng tụ, tinh mang chợt lóe lên, nói: "Nếu Vi Thanh đại nhân đã đây, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi." Công Dương Chính Kỳ gật đầu, nói: "Vậy ta đi nói với Vi Thanh về phần chuyện ngươi ý kiến, ta sẽ dùng bí pháp truyền vào trong tay Thiên Chiếu Tử đại nhân ở thần đô, có gặp ngươi hay không phải xem ý đại nhân ra sao rồi."